Chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên hai vụ việc cướp tiệm vàng chấn động tại Huế và Bình Dương vừa qua. Bên cạnh điểm chung là cướp vàng rồi ném ra đường thì vụ cướp tiệm vàng ở Huế, nghi phạm có dấu hiệu tâm lý bất thường, còn nghi phạm cướp tiệm vàng Bình Dương thì khai muốn đi tù. Vậy dấu hiệu lạ ở cả hai vụ cướp tiệm vàng này là gì? Ngày 21 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1994 quê Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, Sơn buôn bán trái cây tại khu vực thành phố Dĩ An. Khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 9, đối tượng này cầm đá xông vào tiệm vàng Kim Huyền, đường Nguyễn Trãi phường Dĩ An thành phố Dĩ An, phá tủ kính, lấy đi nhiều vàng trong tiệm. Sơn chạy ra đứng trước tiệm, ném số vàng cướp được ra đường rồi để người dân khống chế giao cho công an. Trước đó không lâu, vụ cướp tiệm vàng Táo Tận ở thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng từng khiến dư luận cả nước xôn xao bởi tính chất nghiêm trọng và hành động bất thường của kẻ gây án. Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 31 tháng 7, sau ca trực tại trại giam Bình Điền, cục C10 bộ công an, Ngô Văn Quốc trong sắc phục công an với quân hàm đại úy mang theo khẩu súng AK chạy xe máy từ Bình Điền, thị xã Hương Trà về thành phố Huế. Tại chợ Đông Ba, người này liên tiếp nổ súng uy hiếp nhân viên hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, cướp đi nhiều khay vàng trong hai tiệm rồi xách súng mang theo tăng vật đi ra hướng đường Trần Hưng Đạo. Video của người dân quay lại thời điểm xảy ra vụ việc cho thấy, khi ra đến đường Trần Hưng Đạo, Ngô Văn Quốc liên tục vứt những khay vàng cướp được ra giữa đường để người dân xúm vào nhặt. Mặc dù cả hai đối tượng gây ra những vụ cướp tiệm vàng táo tợn nói trên đều bị lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ sau ít giờ gây án, điều khiến dư luận quan tâm là những hành vi có phần bất thường của Sơn và Quốc khi gây ra vụ việc. Theo lời khai của đối tượng Ngô Văn Quốc tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Quốc có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát trong khi đó sau khi bị bắt giữ Sơn khai với cơ quan công an là do buồn chuyện gia đình có ý tự tử gây ra vụ cướp để bị bắt và được đi tù nhiều người nhìn nhận cả hai vụ cướp tiệm vàng ở thừa thiên huế và bình dương đều là những vụ cướp hi hữu khi mục đích của các đối tượng gây án dường như không phải là để cướp tài sản mà là để giải tỏa những bất ổn tâm lý Luật sư Nguyễn Anh Tâm thuộc đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, trong cả hai vụ án này, đối tượng Ngô Văn Quốc có dùng súng AK uy hiếp nhân viên để cướp tiệm vàng và Trần Ngọc Sơn được xác định là phá vỡ tủ kính tiệm vàng để cướp, nghĩa là có hành vi dùng vũ lực để tấn công gây nguy hiểm đến chủ tài sản. Sau khi bị bắt giữ, cả Quốc và Sơn đều thừa nhận những hành vi mình gây ra là xâm phạm đến tài sản của người khác cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ về tội cướp tài sản là có cơ sở điều đáng quan tâm trong các vụ án này là mức hình phạt mà các đối tượng sẽ phải gánh chịu với những thông tin ban đầu cho thấy tại thời điểm bị bắt giữ cả quốc và sơn có trạng thái tinh thần không ổn định có thể phải giám định tâm thần để có căn cứ giải quyết vụ án có chuyện buồn nên muốn cướp tài sản để bị bắt đi tù các đối tượng gây án hoàn toàn không có động cơ chiếm đoạt tài sản đây là tình tiết cần xem xét để lượng hình trong vụ án này các đối tượng gây án có thể hưởng được các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn, nếu trong quá trình điều tra, người bị hại thu hồi được toàn bộ tài sản đã bị mất, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, i và s khoảng 1 điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. <laughs>